chào quý anh chị và các bác đã trở lại với kênh của Trung Thực Auto. Hôm nay thì em Phương đang đứng tại Trung Thực Auto chi nhánh Bình Dương. Bên em thì hiện tại đang có địa chỉ tại 509 đường DT743B, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, ngay đèn xanh đèn đỏ của ngã ba ông xã anh chị ạ. Giờ này thì đang là giờ cao điểm tắc đường, gần cuối giờ chiều rồi. Nhà em đang về rất là nhiều xe nên em Phương sẽ lên sóng cập nhật và báo giá những dòng xe mới về ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ 5 đúng không ạ? Ngày thứ 5, rất nhiều dòng xe mới về. Quý anh chị hãy cùng em Phương khám phá xem tại Trung Thực Auto bên em đang có dòng xe nào anh chị nhá. Đầu tiên ở đây là một chiếc Santa Fe. Cái chiếc Xpander này là của khách nhá. Khách đang xem bán tải và Kia Seltos. Ở đây là em vừa mới về buổi chiều ngày hôm nay này. Chiếc Santa Fe, chiếc này của em là bản 2.0 Premium. Xe đi siêu lướt luôn, chỉ có 8.500 km thôi. Một chủ dụng từ đầu, 4 vỏ zin theo xe cả dàn. Và chiếc này sơ cua chưa hạ luôn anh chị ạ. Full công nghệ, full option. Chiếc này đời 2023 em Phương đang chào bán với mức giá là 1.118.000.000 bao rút hồ sơ cho chiếc Santa Fe form mới rất đẹp này nhá. Bây giờ Hyundai Santa Fe thì vừa mới cho ra mắt form mới hơn đúng không ạ? Rất là nhiều các bác đang rất là thích cái form mới đấy. Nhưng mà form mới thì sẽ mang một cái phong cách riêng, còn form cũ thì sẽ có một sự mềm mại và thời trang riêng đúng không các bác? Đây là tùy các bác lựa chọn nhá. Ở đây em đang có một mẫu bán tải. Chiếc này thì khách hàng đang xem, vừa mới chạy thử xong. Forerunner XLS đời 2022 mang ngoại thất màu vàng đồng. Chiếc này của em Phương sổ nhập Thái Lan nguyên chiếc, xe đi được 63.000 km rồi. Và em đang chào bán chiếc này đang là 589.000.000 bao rút hồ sơ quý anh chị này. Đây, để cho các bác xem qua nội bị lốc cửa mất rồi. Ở đây là Hyundai Kona màu vàng cát vừa mới về. Hôm nay về rất là nhiều xe hợp với mệnh kim các bác. Hyundai Kona nhỏ gọn dễ lái, tầm tài chính rất vừa phải. Chiếc này của em là Kona 2021 bản 2.0 đặc biệt anh chị nhá. Và đi rất ít, chỉ có 38.000 km thôi. Một chủ sử dụng từ đầu, 4 vỏ zin theo xe cả dàn. Đây, quay cho các bác xem cái lốp láp này. Đó, xe mộc vừa về nhá. Chiếc này thì hiện tại em đang chào bán với tầm tài chính chỉ hơn 5 đồng là quý anh chị đã sở hữu xe rồi. Màu vàng cát. Đây, quay cho các bác xem nội thất bên trong này. Siêu mới luôn, ghế chỉnh điện, cửa sổ trời, ghế chỉnh điện, gương chống chói, đầy đủ rồi. Full công nghệ, full option. Chiếc này mà nữ lái thì siêu thích luôn. Đó, nhỏ gọn nhá. Rồi, vào tới trong này đi ạ. Trong này nhà em đang có rất nhiều dòng xe đây. Đầu tiên ở đây là một chiếc xe siêu lướt, một chiếc Toyota Yaris Cross duy nhất tại Trung Thực Auto từ trước đến giờ luôn. Chiếc Yaris này của em là đời 2023 và đăng ký 2024, chạy chỉ có 4.000 km thôi anh chị nhá. Bản HEV là bản xăng điện mang ngoại thất màu đỏ cam. Chiếc này thì hiện tại em Phương đang chào bán là 748.000.000 bao rút hồ sơ quý anh chị này. Bên này là Mazda CX-5 vừa mới về, màu đen, đời 2018, bản 2.0 AT. Full công nghệ, full option rồi, có cửa sổ trời, cốp điện. Chiếc này của em đang chào bán với mức giá là 599.000.000 bao rút hồ sơ. Xe chạy được 85.000 km rồi các bác nhá. Mazda CX-5 hiện tại em đang có 3 chiếc tại cửa hàng. Kia Seltos mới về chiều ngày hôm qua. Chiếc này của em là đời 2020 bản 1.4 Luxury. Và xe đi khá là ít, hơn 30.000 km, mang ngoại thất màu trắng. Chủ cũ ban đầu là cái thanh chrome này nó là màu trắng đúng không? Nhưng mà chủ cũ cũng có đã sơn lại rồi, nên là nhìn cái tổng thể body kit thì rất là khỏe khoắn, khỏe xe. 5 chỗ gầm cao, nhiều công nghệ. Chiếc này thì hiện tại em đang chào bán là 568.000.000 bao rút hồ sơ các bác nhá. Xe tốt đời 2020 bản 1.4 Luxury. Máy turbo rất là khỏe xe này. Bên này là Hyundai Santa Fe. Santa Fe mang ngoại thất màu đen rất sang trọng, form dáng này rất là đẹp và thời thượng ạ. Chiếc này của em là đời 2020 bản full máy dầu tiết kiệm. Xe đi được 28.000 km chuẩn, 4 vỏ zin theo xe cả dàn. Và chiếc này thì hiện tại em Phương đang chào bán là 939.000.000 bao rút hồ sơ quý anh chị nhá. Bên này em đang có một lần là 3 chiếc Carnival anh chị ơi, 3 chiếc Carnival. Hai chiếc màu trắng này của em là đời 2022 bản Signature, bản full máy dầu. Xe đi một chiếc là đi 22.000 và một chiếc đi 28.000.
em Phương đang chào bán với mức giá tầm tài chính khoảng nhỉnh 1 tỷ 3, cụ thể là 1 tỷ 318 triệu bao rút hồ sơ quý anh chị nhé. Siêu đẹp luôn, siêu mới, rộng rãi, nhiều công nghệ và rất là sang đúng không ạ? Được trang bị rất là nhiều các công nghệ tiện nghi đó. Đây, sang bên này đi. Bên này là một chiếc lướt hơn nhá. Chiếc này là đời 2023, mang ngoại thất màu titan, bản signature, bản full máy dầu và đi có 15.000 km thôi. Chiếc này thì hiện tại em Phương đang chào bán là 1 tỷ 380 triệu bao rút hồ sơ quý anh chị này. Rồi cùng vào tới hàng 2 của Trung Hoa Auto. Bác nào mà quan tâm xe thì có thể qua bên em xem xe và trải nghiệm lái thử xe thực tế nhé. Hoặc có thể gọi đến số hotline của Trung Hoa Auto là 0975 79 2222, ấn phím 2 để gặp tư vấn viên tại bên em để được hỗ trợ thông tin xe nhanh nhất anh chị ạ. Bởi vì cơ bản là bây giờ đang rất nhiều các dòng xe nên Phương sẽ báo giá đầu xe để quý anh chị cân đối trước này. Ở đây có một chiếc Fortuner Legender đời 2022 siêu lướt, chạy 25.000 km là 2.500.000. Chiếc này của em là máy dầu số tự động một cầu và em đang chào bán là 1 tỷ 118 triệu bao rút hồ sơ nhá. Bốn vỏ zin theo xe cả dàn. Form này đã là form mới rồi này. Đèn full led, cảm biến xung quanh xe rất nhiều công nghệ, rộng dai, gầm cao đúng không ạ? Hai chiếc Veloz về được một cặp. Veloz này ngày hôm trước, chiếc màu đen này của em là đời 2022 bản top anh chị nhá. Đi được 54.000 km rồi. Đối với bản top này thì đã được trang bị mâm 17 inch này, cam 360 này, cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù trên gương. Em đang chào bán là 599 triệu bao rút hồ sơ. Còn bên này là Toyota Veloz đời 2022 bản CVT, bản tiêu chuẩn. Xe đi được 30.000 km, chiếc này mang ngoại thất màu ghi xám, em đang chào bán là 579 triệu bao rút hồ sơ anh chị ạ. Đối với chiếc này thì chưa được trang bị những cái công nghệ trên bản top và mâm là mâm 16 inch nhá, R16. Đó, sang bên này là cặp đôi Mazda CX-5 này. Mazda CX-5 đời 2020, một chiếc màu xanh Gavanside và một chiếc màu trắng. Chiếc màu xanh Gavanside này của em là bản 2.0 Premium, xe đi chuẩn chỉ có 38.000 km, một chủ xuống từ đầu và em đang chào bán với mức giá là 715 triệu bao rút hồ sơ, full công nghệ, full option ạ. Còn nếu mà tầm tài chính thấp hơn một xíu, hơn 6 đầu mà quý anh chị cũng đang tìm kiếm Mazda CX-5 thì em đang có chiếc này, 2020 bản Deluxe. Xe đã đi được 56.000 km rồi. Chiếc này thì hiện tại Phương đang chào bán với mức giá đang là 686 triệu bao rút hồ sơ, 4 vỏ zin theo xe cả dàn, một chủ biển phố sử dụng từ đầu nhá. Kế tới bên này là một chiếc Kia Seltos đời 2024. Bản này đang là bản 1.4 Luxury siêu lướt anh chị ơi. Xe đã đi được rất là ít, chỉ có 3.000 km thôi. Rất ít luôn. Đấy, 2024, nhưng mà form này thì chưa phải là form mới nhất hiện tại nhá. Logo mới rồi, mang ngoại thất màu trắng rất dễ dùng. Bên trong nội thất màu đen rất là sạch và sáng xe. Chiếc này thì hiện tại em Phương đang chào bán là 678 triệu bao rút hồ sơ cho quý anh chị này. Sang bên này là một mẫu xe nhỏ gọn và tầm tài chính siêu hợp lý, một chiếc EcoSport đời 2018. Chiếc này của em là bản Titanium, máy 1.5 tiết kiệm, chạy được 70.000 km rồi và em Phương đang chào bán là 428 triệu bao rút hồ sơ quý anh chị. Em đang trên đường về thêm một chiếc 2019 bản 1.0, bản 1.0 EcoSport nữa, cũng màu trắng luôn, biển 72 Vũng Tàu, tầm tài chính cũng hơn 4 đồng thôi. Bác nào mà quan tâm thì cứ comment ở bên dưới nhá, thì em sẽ có tư vấn viên hỗ trợ các bác thông tin xe chi tiết ạ. Xuống dưới hàng 3 này, nhà em đang có rất nhiều các dòng xe để hỗ trợ các bác. Đầu tiên ở đây là Hyundai Creta, một chiếc duy nhất trên thị trường mang ngoại thất màu đen. Chiếc này của em là đời 2017, bản 1.6 AT, xe đi ở 60.000 km. Em đang chào bán là 488 triệu bao rút hồ sơ. Xe công ty, một chủ xuống từ đầu, chuẩn chỉ bao check test cho các bác này. Hyundai Creta mang ngoại thất màu đỏ, chiếc này của em là đời 2023 siêu lướt, chạy 10.000 km và xe này là bản 1.5 tiêu chuẩn. Chiếc này một chủ dụng từ đầu, full lịch sử bảo dưỡng, em Phương đang chào bán là 579 triệu bao rút hồ sơ quý anh chị nhé. Sang bên này là một chiếc Innova và ba chiếc Xpander
Innova này của em Phương là đời 2017, số sàn, xe đi được 80.000 km là 8 vạn đấy ạ. Em Phương đang chào bán là 459 triệu bao rút hồ sơ. Còn sang bên này, 3 chiếc Xpander số sàn tại Trung Hương Auto từ đời 2018 đến đời 2023 siêu lướt. Chiếc màu nâu này của em là đời 2021 này, à đời 2020 số sàn, chạy có 12.000 km thôi, chủ cũ lên bộ ghế da rồi, màu nâu phù hợp với màu ngoại thất và đã trang bị thêm cả cam hành trình. Sổ nhập Indo chạy 12.000, 4 vỏ zin heo xe cả dàn, một chủ xuống từ đầu. Em Phương đang chào bán là 468 triệu bao rút hồ sơ. Chiếc màu đen này là đời 2023 siêu lướt, chạy có 8.000 km thôi. Chiếc này của em đi rất ít luôn các bác nhá. Màu đen thì rất là sang trọng và sạch xe đúng không ạ? Bác nào mà quan tâm một mẫu xe 7 chỗ số sàn, tầm tài chính hơn 5 đồng, em đang chào bán chiếc này là 526 triệu bao rút hồ sơ. Bên trong thì là ghế nỉ zin nguyên bản theo xe, bác chủ cũ có trang bị thêm cam hành trình cho anh chị nhá. Cuối cùng là một chiếc Xpander đời 2018 số sàn. Chiếc này thì chủ cũ đã lên rất nhiều đồ rồi, lên bi gầm này, cam cạp lèn, cam trước sau, cả miếng áp suất lốp, rồi cốp điện, rồi bộ ghế da, màn hình Android. Và em Phương đang chào bán cho chiếc Xpander số sàn màu trắng đời 2018 này với mức giá đang là 418 triệu bao rút hồ sơ. Hiện tại thì nhà em đang còn rất nhiều các dòng xe khác nữa. Quý anh chị nào mà quan tâm tới một trong những mẫu xe mà em Phương vừa báo giá thì hãy nhanh tay comment ở bên dưới hoặc liên hệ tới số hotline của Trung Hương Auto là 0975 79 2222, ấn phím 2 để gặp tư vấn viên để được hỗ trợ thông tin xe nhanh nhất. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Em xin phép kết thúc video tại đây và xin mến chào. Hẹn gặp lại quý anh chị ở những video clip tiếp theo ạ.